lung linh xuyên qua hàng cây. Cặp sách này, bút viết này em đã mang. Em đến trường kính
bao lời ca ngọt ngào, vầng trăng đẹp sáng soi trần gian để thấy chàng dũng sĩ mang niềm vui đến cho mọi người. Nào ta cùng hát vang hòa theo điệu trống và hãy nói với tinh thần chàng dũng sĩ Alibaba, tìm mùa xuân bằng khúc hát xinh tươi đẹp bao ước mơ mang đến cho đời niềm vui cõi trần. Bao lời ca ngọt ngào, vầng trăng đẹp sáng soi trần gian để thấy chàng dũng sĩ mang niềm vui đến cho mọi người. Nào ta cùng hát vang hòa theo điệu trống và hãy nói với tinh thần chàng dũng sĩ Alibaba, tìm mùa xuân bằng khúc hát xinh tươi đẹp bao ước mơ mang đến cho đời niềm vui cõi trần. Alibaba, hôm nay Alibaba.
hoàn thành xuất sắc của buổi lễ của mình. Và để tiếp theo chương trình văn nghệ chào mừng thì sau đây là tiết mục nhé. We are the world. Chào các bạn. Trung tâm ngoại ngữ Trung Mai rất tốt hẳn trình bày. When we hear your sudden call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day. Hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục
một bao trù trị giá 2 triệu đồng cùng với một logo của Phương Mai. Giải nhì một bao trù 1 triệu 200 nghìn đồng cùng một logo của Phương Mai ạ. Hai giải ba, mỗi giải một bao trù 800 nghìn đồng và một logo của Phương Mai. Năm giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng của một logo của Phương Mai ạ. Và đặc biệt có một giải ấn tượng là một bao trù trị giá 500 nghìn đồng và một logo của Phương Mai. Sau đây tôi xin công bố những phụ huynh đã có bài viết xuất sắc nhất đạt giải của chương trình. Mong năm giải khuyến khích của cuộc thi về các bé. Sau đây tôi gọi đến bé nào thì xin mời phụ huynh cùng các bé là bé Lê Quang Anh. Bé Lê Quang Anh có ở đây không ạ? Thứ hai đó là bé Thì Chi ạ. Xin mời các phụ huynh đưa các con lên sân khấu luôn ạ. Thứ ba đó là bé Hoàng Nhật Minh đến từ lớp Phan Nghi ạ. Thứ tư là bé Lê Phúc Khang đến từ lớp 9 rồi ạ. Thank you.
và lại em sẽ cùng nhau xem các tiết mục văn nghệ đến từ các bạn nhỏ trường mầm non Phong Lĩnh và trung tâm trẻ nữ thứ hai ạ. Xin chân thành chào đón toàn thể các vị đại biểu, các vị khách quý, các quý phụ huynh và các cô giáo, các bạn nhỏ đến với chương trình trung thu với chủ đề đêm hội trăng rằm ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi cùng với các bạn xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Là dịp để các bạn nhỏ được vui chơi thỏa thích, được diễn ra của ánh trăng sáng, được chơi cùng chúng quân chim hàng, được phá cỗ những thành phúc ấy tuyệt vời làm sao. Ban tổ chức chương trình xin phép thay lời được nói bằng những tiết mục chương trình đặc sắc hôm nay, rất mong sẽ được sự ủng hộ của quý vị đại biểu, các quý phụ huynh, các cô giáo và các bạn nhỏ bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thưa quý vị, từ nước đèn phá cỗ bay đến đặc sắc để lễ chúc mừng thì tiếng trống lên Trăng ơi trăng ơi trăng, sáng mai nghe, trăng ơi lời chúc phúc.
Thank you.
Thank you.
đèn ơi.